Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 5 năm 2024, Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo Tràng Bát Nhã tại ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thạch Sóc Xanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thích Tâm Linh, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban tăng sự tỉnh. Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Hòa thượng Sơn Triều, Phó Ban trị sự tỉnh kiêm trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành cùng chư tôn đức ban thường trực ban trị sự chư tôn đức tăng ni các tự viện trong ngoài tỉnh và phật tử tham dự Đại diện chính quyền có ông Lê Văn Tịnh, trưởng ban tôn giáo tỉnh Trà Vinh, ông Thạch Ngọc Dũng, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo các cấp chính quyền đồng tham dự. Tại buổi lễ, bà Kim Thị Búp Pha, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Thuận, thông qua giấy chứng nhận đăng ký theo quyết định số 01 do chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Thuận ấn ký ngày 2 tháng 5 năm 2024. Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Bát Nhã thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh với người đại diện là sư cô Thích nữ Thiên Thảo, thế danh Ôn Xuân Thảo, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1984 làm đại diện quản lý điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Bát Nhã tại ấp Bích Trị, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Trong không khí trang nghiêm, Đại Đức Thích Minh Trí, Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh, thay lời Ban Thư Ký, tuyên đọc quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo Tràng Bát Nhã. Tiếp đến, Hòa Thượng Thích Minh Trí đã trao quyết định cho Sư Cô Thích Nữ Thiên Thảo quản lý. Đối trước Chư Tôn Đức chứng minh, Sư Cô Thích Nữ Thiên Thảo dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ trọng trách của Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã giao phó, hứa cống hiến hết mình cho đạo Pháp và dân tộc làm tròn trách nhiệm với cương vị của một vị quản lý đạo tràng bát nhã. Đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Huệ Pháp thay lời Chư Tôn Đức chứng minh bày tỏ niềm vui mừng vì đây là điểm thứ hai của Phật giáo tỉnh Trà Vinh đã được thành lập để tạo điều kiện cho bà con nơi đây có được một điểm tu học. Hòa Thượng mong rằng Sư Cô Thích Nữ Thiên Thảo sẽ hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chánh pháp, chấp hành những chủ trương đường lối, quy định về sinh hoạt tôn giáo và chủ trương của giáo hội đề ra cùng chung tay với lãnh đạo xã thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trong công tác tôn giáo trên địa bàn xã. Trên tinh thần đó, Hòa thượng Thích Huệ Pháp thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo các cấp chính quyền đã tạo điều kiện và hỗ trợ trong quá trình thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Bát Nhã.